Bóng đã đi ra ngoài. Một. Đó lại là một tình huống. Và như vậy là Domino. Tình huống di chuyển rất. Đó lại là một winner. Suýt chút nữa thì Melo. Giả bóng vừa rồi là 218 km/h. Một pha đánh bóng. Bóng đi ra ngoài. Bóng ở trong sân của Ba Xin Xuân. Một pha này. Pha xử lý. Những cú trái tay dọc dây, đặc biệt là trong những tình huống đôi công. Bóng không đi qua lưới, lại là một tình huống phòng thủ hay. Cú thua tay rất. Bóng đi ra ngoài. Tình huống lên lưới rất. Bóng đi ra ngoài, pha phòng thủ tốt. Và như vậy là Alex Domino đã về thành. Lại là một tình huống đẩy trái dọc dây.
Lại là một tình huống phòng thủ. Bóng đi ra ngoài, một pha đường cong tốt của Milosanic. Những cú đánh ở dưới baseline của Milosanic bất ngờ. Bóng đã đi ra ngoài và như vậy là set 2 của trận đấu đã khép lại. Bóng đi ra ngoài và như vậy là Milosanic tiếp tục. Những cú dứt tay tốt của Milosanic. Ở trong set này của trận đấu thì Milosanic chưa có được một điểm nào ở những tình huống phá bóng hai cả. Vừa rồi cũng vậy. Và trận đấu giữa Milosanic và Domino đã khép lại khi mà tay vợt người Canada có vẻ như với chấn thương không của mình đã không thể tiếp tục trận đấu diễn ra.